Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tình yêu, may mắn nhất của phụ nữ chính là tìm được người đàn ông một lòng, một dạ yêu thương mình. Thế nhưng, thói lăng nhăng, ngoại tình dường như lại là bản tính của đại đa số cánh mày râu. Không phải đàn ông phản bội, ngoại tình nào cũng bị phát hiện, nhất là đối với những cô nàng lụy tình và nhẹ dạ cả tin. Thế nhưng trước khi yêu và kết hôn, các cô gái có thể chú ý đến các đặc điểm này trên khuôn mặt người ấy để biết anh ta có thuộc loại đàn ông trăng hoa hay không. Có đến 99% đàn ông lăng nhăng thường sẽ có những biểu hiện từ hình dáng đến khuôn mặt cho đến tính cách và hành động. Nếu là một người phụ nữ thông minh, bạn chắc chắn sẽ nhận biết ngay mình đang là một con mồi cho gã trăng hoa kém chung thủy. Nếu phát hiện người mà bạn muốn tính đến chuyện trăm năm có tính lăng nhăng thì nên dứt khoát cao chạy xa bay, kẻo hối không kịp. Vậy những nét tướng nào để nhận biết người đó có phải là người đàn ông lăng nhăng hay không? Không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời mọi người hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là mặt to, tài dựng. Sách nhân tướng học chỉ rõ nếu sở hữu khuôn mặt to, đôi tai dựng cao thì đấy chính là nét của tướng đàn ông lăng nhăng. Người có nét tướng này cả đời không biết chung thủy là gì. Dẫu đã có vợ con, hôn nhân hạnh phúc đến mấy thì họ cũng đành đoạn phản bội vợ mà cặp kè hết lần này đến lần khác. Lấy phải người đàn ông tệ bạc này làm chồng, chị em sẽ khổ cả đời với kiếp chung chồng. Đàn ông có lông mày mượt, đuôi lông mày có nốt ruồi. Đa phần đàn ông có tướng lông mày mượt mà, mọc nốt ruồi tại vị trí đuôi lông mày thì tính tình thường hài hước, thân thiện. Lời nói của anh chàng này luôn mang đến sức lôi cuốn đặc biệt, thậm chí không quá vì nó giống như mật ngọt chết ruồi. Trong khi nhiều cô gái lại yêu bằng tai, hễ được nghe đôi ba câu nói ngọt ngào, nịnh nọt là ngay lập tức xao động. Thứ ba, mũi quá nhỏ và gãy. Trong nhân tướng học, mũi là nơi cất giữ tiền tài. Nếu đàn ông có mũi quá nhỏ và gãy là biểu hiện của người nóng vội, thiếu kiên nhẫn và khó chung thủy trong tình yêu. Sau khi kết hôn, người này có xu hướng sống dựa dẫm vào vợ. Đến khi không còn là chỗ dựa an toàn, anh ta sẽ tìm đối tượng mới, đáp ứng được nhu cầu. Thứ tư, răng nhọn. Đàn ông có tướng răng nhọn, số lượng răng ít thường nhát gan, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán và để tâm tới chuyện vụn vặt. Nếu cộng thêm đặc điểm cười hay nói hở lợi là người có phúc phận gia đình mỏng, lại có tính trăng hoa nên cuộc sống gia đình sẽ bất hòa. Đặc biệt, khi cuộc sống hôn nhân xuất hiện những mâu thuẫn lớn, người này sẽ trở mặt nhanh chóng, thậm chí công khai cặp kè với người khác để khiến vợ mình bị tổn thương. Thứ năm, môi dưới dày. Nét tướng này cho thấy đó là người vô cùng coi trọng chuyện dục vọng, hay nói dối và dễ trở thành kẻ bắt cá hai tay. Môi trên thể hiện tình, môi dưới thể hiện dục. Nếu cả trên và dưới đều dày, vậy họ là người ham muốn cao, dễ dàng theo đuổi những mối tình mà họ muốn. Nếu môi dưới dày thì lý trí không thắng nổi dục vọng, họ là những người ham mê mối tình vụng trộm. Yêu hay cưới mỗi đàn ông tệ bạc này, cả đời bạn phải đau khổ nhìn chồng ăn vụng bên ngoài mà chẳng dám ca thán nửa lời. Tiếp theo là mắt ướt. Đàn bà mắt ướt thì là chuyện thường, nhưng đàn ông mắt ướt càng khó lường chuyện ái ân. Những cặp mắt lúng liếng đưa tình thực sự thu hút đàn bà sẽ tạo thiện cảm cho người khác giới. Hầu như ai gặp lần đầu cũng công nhận chồng bạn sao mà hiền khô. Nhưng thực sự cái nụ cười hiền khô ấy đã tàn sát biết bao trái tim phụ nữ. Nhân tướng học cho rằng đàn ông có điểm này trong khoảng 35 đến 45 sẽ vượng vận đào hoa, khó lòng thoát khỏi lưới tình. Người chưa vợ sẽ rơi vào niềm đam mê giường chiếu. Kẻ đã có gia đình nếu thiếu bản lĩnh sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm chuột bên ngoài. Tiếp theo, huyệt thái dương bằng phẳng. Nhân tướng học cho rằng bước qua tuổi 35,
đàn ông nào có huyệt thái dương bằng phẳng, trơn tru, không có bất cứ nếp nhăn nào thì phần lớn là tuyết đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, lại dễ lằng nhằng và quan hệ bên ngoài luồng. Anh chàng này có thể vì dục vọng của bản thân mà sẵn lòng phản bội tình cảm của người đã từng đầu ấp, tay gối, lừa dối tình cảm của những cô gái trẻ. Với họ, tình yêu có thể đem lại hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng tình dục. Cho nên dù cưới nhau hay đã ăn nằm qua năm dài tháng rộng thì cũng có thể buông tay bất cứ lúc nào. Đôi mắt sáng rực. Đôi mắt sáng rực tựa như mắt rắn, lúc nào cũng trực chờ để săn mồi, là một trong những đặc điểm nổi bật ở người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Nếu đi ra ngoài và gặp một cô gái trẻ đẹp hơn vợ, gia thế giàu sang hơn vợ, thì anh chàng này sẽ không từ mọi thủ đoạn để theo đuổi cô ta, mặc cho hạnh phúc gia đình có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì thế, các cô nàng đặc biệt phải cẩn trọng trong vấn đề kết thân với những chàng trai có ánh mắt láo liên và nhiều dụng tâm như thế này. Đàn ông có đầu mũi nhọn. Trong nhân tướng học, đàn ông mà sở hữu tướng mũi có đầu mũi nhọn trong lòng thường chứa đựng nhiều dã tâm và tham vọng. Suy nghĩ thâm sâu khó nắm bắt, gian xảo, chỉ biết sống vì mình và có nhiều mối quan hệ nam nữ, mập mờ. Cô nàng nào kết giao với loại đàn ông này phải có bản lĩnh vững vàng và khả năng chịu đựng cao. Nhưng khi đột ngột phát hiện ra đối phương lừa dối mình để đi theo cái gọi là mới mẻ, thì vẫn không tránh khỏi đau lòng, bi thương. Đàn ông có tai nhỏ. Đàn ông sở hữu đôi tai nhỏ có phần nhỉnh hơn ở tài ăn nói, song độ thật, giả trong từng lời họ thốt ra lại khó mà phân định rạch ròi. Lời nói khi yêu của anh chàng này cũng không ngoại lệ, nửa đùa nửa thật, không đáng tin cậy. Dù sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, tài ba hơn người, nhưng tham vọng trong mình lại quá lớn, khiến những người này nhiều khi không mang tới danh dự để tranh đoạt được những thứ mà mình muốn. Đời sống tình cảm của đại đa số những người đàn ông này đã định sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió vì bản tính ưa cái mới lại dễ thay đổi. Đàn ông có miệng nhỏ, gò má thấp lõm. Phần nhiều những người đàn ông có miệng nhỏ thường làm chết mệt chị em phụ nữ ở giọng nói. Thậm chí, không ít các cô nàng còn cam tâm tình nguyện lên giường với họ chỉ sau vài lời tán tỉnh, hứa hẹn. Miệng nhỏ mà kết hợp thêm yếu tố gò má thấp lõm hoặc quá nhọn thì cho thấy nam nhân là người không có tinh thần trách nhiệm. Dù là người yêu hay vợ, chỉ cần nhìn thấy đối phương rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu ngay lập tức sẽ tìm mọi cách để tránh xa vì sợ liên lụy. Cuộc sống gia đình của anh chàng này vì vậy mà gặp nhiều chuyện buồn hơn vui, bởi dù vợ con rề huề nhưng chẳng bao giờ chịu an phận. Đàn ông có mỏ nhọn, môi mỏng. Trong thuật có đường số, đàn ông sở hữu chiếc mỏ nhọn, tức miệng có phần môi trên hoặc môi dưới lồi ra, không phải là kiểu người đáng tin. Trong lời nói, lúc nào cũng có phần giả dối. Kết hợp với đặc điểm môi mỏng, chứng tỏ nam nhân thuộc loại nói nhiều, song mọi lời nói ra đều không có ý tốt đẹp. Thông thường, họ là những kẻ khoa môi, múa mép, ưa nịnh nọt, nắm bắt tâm lý nữ giới giỏi. Hơn nữa, đàn ông sở hữu đặc điểm này, tính tình rất ích kỷ, luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân, lại không có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Cằm nhọn nhỏ, người đàn ông này không có ý chí, suy nghĩ và hành động không thống nhất. Họ thường nhút nhát trong công việc, u lì không muốn tiến thân. Trong chuyện tình cảm, họ cũng so đo xét nét, từng ly từng tí với đối phương. Bên cạnh đó, khi gặp khó khăn, họ thường không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ luôn nóng giận, gắt gỏng với mọi người xung quanh. Nếu qua lại với người như thế này, bạn sẽ là nạn nhân khi anh ấy bực mình. Khóe miệng, đuôi mắt có nếp nhăn. Người có nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng thường rất ngọt ngào, khôn khéo. Vì vậy mà họ dễ khiến trái tim thiếu nữ rung động. Tuy nhiên, họ lại không nghiêm túc, không bao giờ muốn có mối quan hệ lâu dài với bất cứ ai. Trong giao tiếp, họ rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, đặc biệt là phái yếu. Cũng vì vậy mà dù có vợ hay chưa, họ cũng dễ dàng chinh phục được trái tim của nhiều người. Dái tai nhỏ, nhọn. Đàn ông có đặc điểm này vô cùng nguy hiểm. Họ thích ngồi lê đôi mách, tám chuyện thiên hạ hoặc bóp méo sự thật. Những câu chuyện họ kể đều thêm mắm, dặm muối, khiến nhiều mối quan hệ bị chia rẽ. Có thể nói người này có tính đàn bà khi yêu thường không phải kiểu đàn ông chung thủy. Bản tính xấu xa của họ sẽ khiến phụ nữ phải chịu khổ cả đời. Trong công việc, không ai dám đến gần hoặc muốn kết thân với họ vì họ sẵn sàng nói xấu, hạ bệ người khác để tiến thân. Họ bất chấp thủ đoạn để có được những thứ mình cần.
Người đàn bà khôn ngoan nên tránh xa kiểu người này để không khổ sở. Gò má thấp lõm. Người đàn ông có gò má bị thấp lõm hoặc quá nhọn, không nổi bật về tài ăn nói, nhưng lại là người không có tí tinh thần trách nhiệm nào và khá mưu mô. Trong hôn nhân, khi vừa thấy nửa kia gặp khó khăn về tài chính hay sức khỏe là họ sẽ tự động bốc hơi ngay, không một lời từ biệt. Người đàn ông này sẽ bị hấp dẫn bởi những cô gái mới mẻ, mang cho họ cảm giác được sung sướng, không phải ràng buộc gì cả. Nên ngay kể cả khi có vợ rồi, họ cũng tìm mọi cách để giăng bẫy những cô gái trẻ đẹp lọt vào tầm ngắm của mình. Quý vị thân mến, trên đây là các tướng mặt tiêu biểu để nhận diện ra những người đàn ông thiếu trung thủy, lăng nhăng và phản bội trong tình yêu được các thuật xem tướng đúc kết lại. Nắm vững được những đặc điểm tướng mặt này, cộng thêm việc biết cách vận dụng nó vào những mối quan hệ khác phái, các cô nàng ít nhiều sẽ biết được đâu là người đàn ông tốt thật sự để nương tựa cả đời. Tuy nhiên, những tướng mạo này không hoàn toàn tố cáo kiểu đàn ông ngoại tình. Các nàng chỉ nên lấy đó làm tham khảo và có những chiêu xử lý tốt nhất. Bởi suy cho cùng thì việc yêu nhau và có thể kết đôi lâu bền hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả việc duyên nợ mà khó ai có thể trốn tránh được. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.